Buổi họp báo sau trận đấu chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã diễn ra hơi lệch trật tự một chút. Vì ông Manu Pulking vào phòng họp báo muộn nên điều phối quyết định để huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời trước. Tất nhiên câu hỏi đầu tiên dành cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc là tỷ số hòa 2-2 có phải là bất lợi với đội bóng của chúng ta hay không? Thầy Park thẳng thắn thừa nhận sự thật. Đương nhiên là bất lợi. Chúng ta biết là với luật bàn thắng trên sân khách, Thái Lan có lợi thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là tuyển Việt Nam sẽ từ bỏ đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi trên đất Thái Lan. Đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng đội không thể thắng và thầy Park đã nói lời xin lỗi tới người hâm mộ. Với tôi, đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong tư cách huấn luyện viên trưởng. Tôi rất muốn thắng trận này để làm món quà cho người hâm mộ, nhưng tôi xin lỗi vì chúng tôi không đạt được kết quả đó. Tôi cảm ơn cầu thủ, họ đã không từ bỏ trận đấu và nỗ lực tới những phút cuối cùng. Một trận đấu mà đâu đó xuất hiện những sai lầm ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Nhưng thầy Park thì chưa muốn đi thẳng vào vấn đề này. Ông nói, tôi chưa xem video và chưa phân tích được các tình huống. Nhưng có lẽ các cầu thủ cũng chịu áp lực sân nhà và muốn thắng. Có những cầu thủ đã rời vị trí của mình. Đương nhiên không cầu thủ nào hoàn thiện cả. Chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới. Một trong người mà thầy Park đặc biệt đề phòng trước trận đấu này là Thiraton Bunmathan. Nhưng chúng ta đã không thể thành công trong việc phong tỏa cầu thủ này. Và chính số 3 là người thực hiện hai pha kiến tạo để ghi bàn. Tôi không có thói quen đánh giá về cầu thủ đối phương. Số 3 Bunmathan là cầu thủ giỏi, nhưng tôi nghĩ Việt Nam cũng không thiếu những cầu thủ tương đương trình độ của anh ta. Thực ra giải vô địch Việt Nam đang có nhiều nỗ lực tăng cường chất lượng và chúng ta phải từng bước làm điều đó. Ta cũng cần có cách nhìn cởi mở và trách nhiệm hơn về việc các cầu thủ tham gia các giải đấu của châu Á và châu Âu. Tôi luôn suy nghĩ tích cực về chuyện đó. Trở lại với vấn đề tỷ số, một phóng viên đồng hương với thầy Park có mặt trong phòng họp báo hỏi về bao nhiêu phần trăm cơ hội để chúng ta vô địch trên đất Thái Lan. Thầy Park nói, tôi không phải là thiên tài toán học nên không tính toán phần trăm được đâu. Tôi chỉ biết chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Tuyển Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 là vô địch. Tại sao các anh suy nghĩ bi quan thế? Bất kỳ đội bóng nào cũng thế mà thôi, mạnh hay yếu, không đội nào hoàn thiện cả. Tôi là huấn luyện viên trưởng, tôi nghĩ từng trận, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 1 tới trên sân Thammasat. Trưa ngày mai, ngày 14 tháng 1, đội của chúng ta sẽ lên đường sang Bangkok, Thái Lan để đá trận lượt về. Thank you.